Kính chào quý khán giả trở lại với chương trình Kiến thức Dược thảo với bác sĩ Morita. Bây giờ thì chúng tôi sẽ mở đường line ở số điện thoại của đài Lý Do Sài Gòn TV. Xin mời quý vị gọi vào đặt câu hỏi với bác sĩ Morita và cũng như là tham dự vào chương trình đố vui có thưởng. Số điện thoại là 714-893-3264, 714-893-3264. Và đề tài hôm nay chúng ta nói về giấc ngủ và cũng như là thuốc an thần hoàn. Yeah. An thần hoàn đó thưa quý vị, nếu mà quý vị nào mà có những câu hỏi nào mà liên quan về cái vấn đề mất ngủ này đó ngày hôm nay thì quý vị có thể gọi trực tiếp đến đài cũng được. Cái an thần hoàn là số 18. Nếu mà quý vị nào mà nghe trong cái chương trình chúng tôi nói mà không có hiểu hoặc là hiểu không có rõ phải nên uống như thế nào hoặc thời gian uống bao lâu đó thì quý vị có thể gọi cho tôi, hoặc là sau cái giờ off air này đó quý vị có thể gọi cho tôi bất cứ lúc nào, không phải nói về cái thuốc an thần hoàn này mà bất cứ loại thuốc nào của công ty hoặc là bất cứ bệnh nào. Trong cái sự hiểu biết về y khoa nhỏ nhoi của tôi thì tôi sẵn sàng trả lời bất cứ những câu hỏi nào mà liên quan về sức khỏe cho quý vị. Vâng, yeah. thưa bác sĩ, nãy giờ đó bác sĩ Linh thắc mắc về vấn đề dạ vâng, thôi có quý khách gọi vào để nhường cho quý khách nói chuyện trước rồi mình sẽ có những câu hỏi hỏi bác sĩ sau. Alo, chúng tôi xin nghe đây ạ. Dạ, xin chào thưa Phạm Khánh ạ. Dạ vâng. Dạ, cũng gặp bác sĩ Hồi Ta ạ. Dạ, tôi đang nghe chị đấy chị. Chị có câu hỏi dạ, chi? Dạ, chào bác sĩ. Dạ. Tôi có người chị bệnh mất ngủ mấy chục năm á, toàn uống thuốc ngủ như bác sĩ nói hồi nãy, có người như vậy đó bác sĩ. Dạ. Trường hợp như vậy là uống thuốc này có thể là uống bao lâu bác sĩ? Chị, tại nếu mà uống thật sự uống thuốc dưỡng dài quá đó chị, tôi nói thí dụ thôi, uống Tropidem hoặc là MBN hoặc là loại thuốc nào đó uống thời gian trên 10 năm, 20 năm là tôi nghĩ thuốc ngủ nó không giúp được nhiều đâu chị. Nó có giúp một phần nào thôi. Dạ. Chứ không giúp được nhiều đâu. Thì có tiếp. Uống cái loại thôi đang là 2, 4 năm rồi bác sĩ. Dạ, thôi đúng rồi đó. Vậy là không có thể là thay đổi được bác sĩ hả? Dạ, không thay đổi được đâu. Có thể là mình uống cái này nó tạm thôi. Nó cũng giúp thêm phần nào thôi chứ không thay đổi được chị. Nếu mà chị bỏ cái Tropidem này thì chắc chắn là cái người bà con của chị không có ngủ được đâu đó. Tại vì hai nữa hỏi bác sĩ, trường hợp như đang bình thường vậy, trời ra bắp chuối của mình đã bị sưng lên nhất là mình phải làm ra sức giờ một muỗng thuốc chị. Chị coi bây giờ mình lớn tuổi rồi đó, chị thiếu trong người mình hai cái bắp chuối mình dễ bị sưng bị nhất đó. Thứ nhất là thiếu cái potassium, thứ nhì là thiếu calcium. Thì nói cái người nhà chị hoặc là chị uống cái này cho nó đều cho tôi đi bác sĩ. Bác sĩ mình xin cái thuốc, thứ nhất là cái mình ăn chuối vô một ngày trái ngày cũng được đấy. Cái đó thì nó giúp cho tạo thêm cái chất potassium bình thường thôi, nhưng mà nên uống cái potassium mỗi ngày viên, rồi uống calcium ví dụ tùy tuổi có thể uống 2000, có thể 2500 thì uống vậy. Chị biết không, một thời gian bắp chuối chị nó hết sưng đi, tại vì nó có đầy đủ cái chất calcium với lại có đầy đủ chất potassium thì chị nó trở lại bình thường, nó không chị ba bị đau nhất đâu. Những người lớn tuổi bị đau nhất là thiếu hai chất này đó, bởi vì người ta thời gian dài nó làm cho bị cái bệnh rồi là tê thấp, phong thấp, nhức mỏi, đau nhất hoặc sưng đó chị. Dạ, cảm ơn bác sĩ ạ. Bây giờ thì chị có muốn bác sĩ sẽ gửi tặng cho chị một loại thuốc dược thảo không ạ? Chị nào chị uống thử cho chị. Chị cảm ơn nha. Dạ, chị có hồi nãy tôi nói là cái thuốc mà an thần hoàn, chị nhớ số mấy nãy tôi nói không vậy? Dạ không, tại vì đang tình cờ bước vô nghe chương trình này bác sĩ, thành ra không nghe rồi. Ok, bây giờ cái người gia đình của chị là uống cái thuốc ngủ là Tropidem hai mấy năm rồi. Thôi bây giờ tôi biếu cho thêm một cái này nữa. Thì tối một chai thôi nha chị nha. Tối ngủ thử coi, uống thêm cái này hai viên nữa đi. Thử coi ngủ được giấc ngủ nó tốt hơn hay là không. Thì nếu mà ngủ giấc ngủ tốt hơn nữa thì cứ uống cái Tropidem rồi uống thêm cái này cũng được. Tại này bằng dược thảo nó không có cái gì mà hại cơ thể mình đâu nên. Xin chị cho biết quý danh và số điện thoại ạ. Dạ, Đồng Thị Phân ạ. Đồng Thị gì ạ? Phân. Đồng Thị Phân. Đồng Thị Phân. Dạ. Dạ. Rồi số điện thoại ạ. Số điện thoại là 7 4 3 5 0 4 8 1 8. Rồi xin mời chị Vinh là cuối tuần này đến tiệm Vạn Hồi Xuân lúc 11 giờ sáng Chủ nhật chị nha. Lúc 11 giờ sáng Chủ nhật xin mời chị đến nhận thử. Chị một tên nữa được không ạ? Được chị. Là Vũ Thanh ạ. Vũ Thanh nha. Dạ. Rồi, dạ, ok. Tức là một trong hai người chị nha. Chị, cảm ơn chú Khanh. Cảm ơn chị. Rồi, cảm ơn chị. Dạ. Chúng tôi xin mời vị khán giả kế tiếp trên đường line. Quý vị trong khi chờ đợi thì xin quý vị lưu ý là xin quý vị gọi vào thì quý vị đứng xa TV ra và bật âm thanh nhỏ xuống thì chúng tôi sẽ dễ dàng nghe quý vị hơn.
và ngày hôm nay đặc biệt dành cho những khán giả mới chưa trúng thưởng lần nào. Xin mời vị gọi vào ngay 714-893-3264. Và chúng tôi thấy là đã có một vị khán giả đang chờ trên đường live rồi. Thì bây giờ chúng tôi xin mời vị khán giả lên tiếng. Dạ vâng, hello. Hello. Dạ, xin mời đặt câu hỏi. Dạ, tôi nghe đây anh đang câu hỏi chi anh ạ? À dạ, kính chào bác sĩ. Dạ, thưa chào anh. Tôi là một người mới gọi cái số điện thoại để xin để mua thuốc á. Ờ vậy hả anh? Dạ. Dạ, tôi bị trĩ khoảng 40 năm rồi. Dạ. Tình trạng nó nhẹ lắm. Nghĩa là khi nào bị bón nó mới ra. À, bị trĩ đó anh. À, dạ, mà cái lúc mà sau lâu lúc này thì gần đây thì nó ra nhiều hơn. Dạ. Nhưng mà ngủ hay là ngồi thì nó không ra, mà đi đứng là việc chạy chạy thì nó lòi ra một chút xíu hoặc bằng đầu ngón tay thỏ. Cái bệnh của tôi nó có lẽ đó là mình trí mình nửa nội nửa ngoại đó. Dạ. Thì cái thuốc của bác sĩ đó uống có ok không ạ? À? Tại cái thuốc của tôi đó là chuyên về trĩ nội, bị ra máu, bị rát, bị đau này kia. Nhưng mà nó giữa nội giữa ngoại có thể giúp được một phần nào đó, thì anh thử một hai chai coi sao. Nếu mà anh thấy là mình uống cái thuốc này vô ngày 4 viên mà mình thấy mình đi đứng nó không có bị lồi ra đó, thì thuốc này nó giúp anh. Còn anh uống trong vòng một hai chai mà anh thấy anh đi đứng nó vẫn bị lồi ra là anh phải đi cắt đi anh. Tại vì nó lồi ra. Thì tôi nghe cái ông bác sĩ giải phẫu chuyên khoa đó, ông kêu anh, ông bảo là không nên cắt. Bởi vì cắt rồi thì ở đó nó không có cái cơ vòng. Do đó cái phân của mình nó muốn ra lúc nào nó ra chứ mình không có nín được. Có đúng không? Dạ, tôi đúng, mà tại vì mình vậy là nếu mà anh bị cái búi trĩ anh nó bị dài ra ngoài quá đó, mình cắt cái trĩ thôi chứ mình không có cắt cái những cái khía. Nếu mà anh cắt cái khía bỏ đó, là tại vì tôi không biết cái búi trĩ anh như thế nào, tại không có khám. Nếu mà cái búi trĩ anh mà nó bị một cái cơ dòng của anh mấy cái khía mà nó mất nhiều quá đó, thì bác sĩ không có cắt cái đó được. Có thể là tại vì anh bị trĩ giữa nội giữa ngoại, nhưng mà nó ít thôi chứ không có dài. Người ta chỉ cắt cái trĩ ngoại thôi, thì anh có thể đi cầu bình thường anh. Còn nếu mà mình lỡ cắt á, mà mình đốt mà nó lỡ cái khía của cái hormone của mình á, nó mất á, thì anh không có control, anh không có kiểm soát được này. Cái sphincter đó nó không có thắt chặt được, thì có thể là anh đi cầu anh không có kiểm soát được là đúng. Nó chỉ lòi ra một bên thôi, một chút xíu thôi. Mình hấn thì nó vô, mình ngồi xuống im thì nó không sao hết, mà mình đứng dậy mình đi lâu lâu là nó lòi ra lại đó. Vậy đó là có cắt được rồi. Cái đó là cũng không. Cái đó là nếu mà anh đi bác sĩ đó, nói bác sĩ cho bác sĩ nào đó lại coi cho kỹ đi, có thể cắt đó. Được anh có thể, mà nếu nó lòi quá làm sao anh chịu được. Rồi nó trong thời gian bây giờ không sao, có thời gian anh sẽ bị nhiễm trùng, nhưng mà với điều kiện thứ nhất là anh đừng để bị bón với anh nha. Anh để bị bón, anh đi cầu anh rặn là nó ra, nó làm khó chịu lắm. Không có bị bón đâu. Không bị bón phải không anh? Chạy thì nó mới ra, chứ còn bón là nó không bị rồi nha. Rồi, thì bây giờ vậy anh thử cho tôi cái chai mà Hamolin số 19 đó. Anh thử chừng 2 chai đi. Một ngày 4 viên nha tôi. Nếu mà anh uống mà anh cảm thấy nó trở vô bình thường, thỉnh thoảng mới ra thì cũng không sao. Nó không có làm rát, làm khó chịu, chảy máu này kia thì rất là tốt. Tại anh uống cái này nó làm cho không có chảy máu. Ok, bây giờ nhanh tiện đây thì xin bác sĩ cho cái địa chỉ chính xác rồi tôi gọi, bởi vì tôi không có thẻ credit card mà tôi gửi bằng check money order thôi ạ. Anh ở vùng này phải không anh? Anh ở vùng nào anh ạ? Dạ, tôi ở vùng trung tâm nước Mỹ, Kansas. Ồ vậy hả anh? Vậy thì gọi cho bác sĩ. Vậy thì anh gọi cho tôi sau cái giờ này đi anh. Tại bây giờ tôi đang lên đài tôi không trả lời được, tôi không cho anh địa chỉ được. Bây giờ chút xíu anh gọi lại cho tôi đi. Tôi sẽ cho anh địa chỉ của tôi, rồi anh cho tôi địa chỉ của anh để tôi gửi thuốc tới nhà cho anh. Công ty sẽ gửi tới nhà cho anh. Rồi, thưa cảm ơn anh nha. Dạ. Dạ vâng, chúng tôi vẫn tiếp tục mở đường dây để các khán thính giả gọi vào đặt câu hỏi với bác sĩ Morita trong chương trình ngày hôm nay. Chúng tôi thấy là có một vài vị thính giả đang chờ. Dạ vâng, cảm ơn quý vị. Dạ, xin mời lên tiếng ạ. Xin mời đặt câu hỏi. Hello. Hello, xin mời đặt câu hỏi ạ. Dạ, chị tắt cái TV đi chị. Để nghe cho nó rõ bằng điện thoại đó chị. Dạ. Hello, em muốn mua thuốc đau dạ dày cho bà già có không chị? Dạ có chị, cái thuốc đau dạ dày Stomaxo số 35. Chị ở vùng nào vậy chị? Dạ không, em mua về Việt Nam, ở về quận Đà Nẵng á. Biết rồi, nhưng mà chị phải cho tôi cái địa chỉ thì công ty mới gửi tới nhà cho chị được nha. Không, em tới em mua. Bây giờ chị ở đâu? Chị ở vùng nào? Bởi tôi hỏi chị. Tôi đang cô Tây đây. Orange County thì bây giờ nhiều chỗ mua lắm chị. Chị có thể ghé phòng mạch tôi cũng có nè, rồi chị có thể chị cái
thuốc về già đó là cho bà già 80 tuổi có không anh? Tại vì lúc đau bụng, lúc không. Dạ được chị, cái thuốc này Stomaisu giúp cho những người bị đau bụng, những người mà bị sình bụng đầy hơi chua hoặc là làm cho mình cái liên quan về đường ruột, cái đường bao tử đó chị, thì được có cái số 35 đó. Văn phòng ở đâu anh? Dạ văn phòng số là 14510 đường Brookhurst, ở trong cái khu mà Đa Cao Food To Go, chị có biết không chị? Dạ đó biết. Dạ chị vô đó thì cái căn cuối cùng ở dưới đó chị thấy ở trên cái bảng đề là Oxy Trung Tâm Điều Trị Đau Nhất hoặc là Oxy Rehab Center, thì chị vô vô đó chị văn phòng. Dạ. 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 Thank you. Thank dạ, you. Dạ không không có chị, cảm ơn chị. Dạ vâng, chúng tôi vẫn tiếp tục mở đường dây để quý vị gọi và đặt câu hỏi bác sĩ Mô Ta trong chương trình ngày hôm nay. Hôm nay bác sĩ trình bày về chứng mất ngủ cũng như là giới thiệu đến quý vị loại thuốc an thần hoàn mang số 18 của công ty dược thảo Pinces Lifestyle. Đây là loại thuốc đang được bày bán ở trên thị trường và rất là có hiệu quả. Và phản ứng phụ thì rất là giới hạn cho nên chúng ta có thể yên tâm để sử dụng. Hồi nãy câu hỏi của Mỹ Linh với bác sĩ là chúng ta có thể sử dụng một ngày từ mấy viên trở lên ạ? Dạ nếu mà mình uống thời gian 2 viên đầu. Yeah. Tối mỗi tối trước khi đi ngủ 15-20 phút nửa tiếng. Sau khi quý vị ngủ có một giấc ngủ rất là ngon rồi đó thưa cô. Yeah. Thì uống lại còn viên thôi. Một viên một trước ngày. Trước khi mình ngủ mình uống viên thôi, còn bằng lúc thời gian đầu 1-2 tuần lễ có thể uống 2 viên cho tôi. Dạ cảm ơn vâng. Bác sĩ. Dạ. Và bây giờ thì chúng tôi xin mời vị khán giả đang chờ đợi trên đường live. Hello. Hello. Dạ, vâng xin mời anh đặt câu hỏi ạ. Dạ. Tôi kính gặp tôi hỏi tin hỏi bác sĩ Morita, tôi có cái bệnh gì mà có cái thuốc gì mà ăn mà cái bụng tôi nó cứ nặng hoài, nó khó chịu. Anh năm nay anh bao nhiêu tuổi rồi anh? 50. Mà cái gan của anh á, bác anh có đi thử gan anh coi có nó có bị cái gì không làm cho anh bị ăn khó tiêu không, nó có gì liên quan gì gan của anh không vậy? Bác sĩ có nói cái gan anh đi khám không phải không anh? Chỉ nói không có gì hết. Không có gì, không hết, có gì hết. Dạ. Nhưng mà mỗi lần ăn á. Dạ. Vô một chén cơm á. Nó lâu tiêu lắm. Nó lâu tiêu lắm phải không anh? Vì bao tử anh có thể bao tử bị lạnh. Nặng bao tử. Nặng bụng lắm. Dạ. Làm như người nó không muốn nhúc nhích nữa. Dạ. Đấy, đâm nó mệt lắm. Thì bây giờ anh có muốn uống thuốc dược thảo phải không? Không muốn thuốc tây phải không? Thuốc tây tôi cho cái tên mình đi mua. Dược thảo thì cái thảo công ty của tôi cái thuốc mà tôi điều chế là thuốc Stomaisu, là giúp cho bao tử anh nó không bị sình bụng đầy hơi ở chua hoặc là cứng bụng nặng bụng đó. Số 35 thưa anh. Stomaisu. Cái thuốc mà số 8 là số mấy à? Cái số 8 là không phải của tôi. Của tôi là số 35. À, dạ cái thuốc 35 để mà giúp cho anh bao tử anh nó không bị nặng bụng đó. Trước khi anh ăn anh uống 3 viên buổi sáng và 3 viên buổi chiều. Anh uống vậy thì bao tử nó tiêu rất là nhanh, nặng bụng là tại vì anh ăn vô đó bao tử anh bị lạnh. Nó gọi là khô, stomach khô. Nó không có tiêu được, nó làm cho anh nặng bụng. Thì anh uống cái này vô thì bụng anh nó sẽ tiêu quá dễ dàng. Ờ dạ. Vậy bác sĩ con có thuốc nào mà chị có một bạn có bị bệnh thận, bổ thận không bác sĩ? Bổ thận thì có, nếu mà bổ thận đó là có cái bổ thận dương thì có số 5 anh, cái Man Alive. Số 5 là cái Man Alive là bổ thận một phần dương. Bây giờ vậy trên đài thì không có nhiều thời giờ đâu, có gì thì anh gọi lại cho tôi sau bây giờ thóc sâu đi rồi tôi sẽ nói chuyện anh nhiều hơn. Dạ vâng. Và số điện thoại của bác sĩ Morita là 818-634-1706, 818-634-1706. Sau đây chúng tôi xin mời quý vị theo dõi một số thông tin thương mại bảo trợ cho đài và sau đó chúng tôi sẽ trả lại ngay.